Hôm nay mình xức đàn heo này về Cà Mau nha các bạn. Cái này là đàn heo của mình, đây là 12 con nhưng mà mình xức 11 con nha. Có một con nó bị sai ruột các bạn, là mình để lại nha. Cái này số ký mình có ghi trên lưng. Đó, cái con này nó chồm tới chồm lui, nó mất số ký rồi. Mình cân hồi lúc sáng, nó bay mờ cũng muốn hết rồi. Đàn heo của mình dao động từ 7kg đến 13kg nha các bạn. Đây, mình quay cho các bạn xem cái con mà nó bị sai ruột nè. Nó lòi ruột về phía sau nha. Bữa hổm là mình thiến, rồi nó đã bị sa ruột rồi, rồi mình thiến, rồi cái ruột nó cũng lòi ra, rồi mình nhét, mình mai lại là nó bình thường nha các bạn. Sau này thì các bạn có gặp cái con như thế này thì heo mà tầm chừng 40kg, 50kg đổ lại thì các bạn quay ăn được rồi. Chứ các bạn nuôi lớn lên nhiều khi nó thòng nhiều, rồi mấy cái con khác ở phía sau nó cắn, nhiều khi là nó bể cái đó mình không hay là nó bị hao nha. Nên các bạn lưu ý vấn đề này nha. Nó càng lớn là cái ruột nó càng thòng nhiều, tại vì nó ăn thức ăn là bắt đầu là ruột nó thòng về phía sau nha các bạn. Nó càng lớn thì nó thòng càng nhiều nha, tại vì nó ăn thức ăn là nó sẽ qua ruột nó thì nó thòng ra phía sau. Còn ở bên đây là cái đàn này là 16 con nhưng mà mình tách ra bên kia hết 5 con rồi, cho bơ con bên kia nuôi hộ. Để mình quay con bên kia cho các bạn xem nha. Cái này mấy cái đàn mà mình bán lẻ lẻ nó còn mấy con trên đây nữa các bạn, chưa có ô để nhốt nó xuống nữa. Đó, mình bỏ qua bên đây 5 con để cho con bên đây nó nuôi hộ nè. Bên đây bữa hổm nó đẻ có 8 con thôi, rồi nó đè một con là nó còn 7 con, rồi mình bắt qua đây 5 con là nó còn 12 con nha. Hôm nay nữa thì cũng được 28 ngày hay gì các bạn, bự rồi, tách bầy rồi. Nhưng mà mình chưa có cái ô trống mình để cho nó xuống đó các bạn. Mình xức cái bầy bữa nay là mình xức cái bầy kia là cái bầy đó xuống, cho con nái ở dưới lên là bắt đầu là cho mấy con nái này xuống nha. Mình dồn heo lại. Còn mấy con trên sàn này là chắc là 20 mấy 30 kg hết rồi nè, to lắm rồi. Rồi hôm nay thì xức heo về nhà mới nè các bạn, phải đẩy heo này xuống vỏ lãi mới được nha. Đó, đây là ba con cuối cùng, là hôm nay là mình xức 11 con. Đây, ở dưới đây là vỏ lãi nè, heo thì mình cho vô sọt nha. Hiện tại là mình cho ăn cám Anova nha các bạn. Đó, sọt này mình chứa 6 con, này 2 con là 8 con nè. Đó, bên đây 3 con là 11 con, mình sẽ di chuyển xuống vỏ lãi. Rồi, hiện tại là 11 con mình đã cho xuống vỏ rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình tiến hành mình sẽ chở heo đi giao cho khách nha. Đó, bà chủ ngồi trước vỏ luôn nha. Lần trước là khách đã bắt của mình một bầy rồi, bây giờ là tiếp tục bắt bầy thứ hai nha các bạn, để mình cho các bạn xem cái video lần trước khách bắt của mình nè. Đây, heo của mình các bạn. Đây, mình đang vận chuyển cho khách bằng vỏ lãi nha. Đàn này tổng cộng là 16 con các bạn. Đây là hai bầy nha. Đó. Rồi khách lấy một bao thức ăn để ăn, để phòng ngừa luôn nha các bạn, để tránh cái trường hợp mà về ăn cái nguồn thức ăn mới. Đó. Đây đàn heo của mình nè. Sọt đựng không hết các bạn ơi. Rồi bây giờ mình tiến hành mình đi nha. Xe này thuê ra từ chỗ em này về tới Cà Mau là bao nhiêu tiền xe với anh? 2 triệu. Hồi lúc trước là có bớt gì không hay là giá đó luôn? Không, vẫn như vẫn vậy. Dạ. Đây là anh Đạt ở Cà Mau. Anh ở chỗ nào vậy anh? Anh ở Nam Căn. Dạ. Khu 2. Từ Nam Căn tới em chắc khoảng 130 cây không?
Dạ. Đi từ chỗ anh lên Cà Mau là 54 cây. Dạ. Rồi bây giờ để mình đưa heo lên nha các bạn. Rồi nè các bạn, bây giờ là tài xế với khách là buộc dằn cái miệng lại để cho nó nằm yên trong đó để về cho nó ok nha. Nãy quên đem cây kéo, giờ xỏ bằng cái vít cực các bạn ơi. Không sao, có tài xế phụ mà, tài xế ăn giá cao quá không bớt hết mà. Chưa tính tiền phụ nữa ai đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái số ký mình ghi hôm nay nha. Tổng cộng là 11 con nha các bạn. Đó, trong giấy nè. Dao động là từ 7 kg đến 13 kg. Những số ký lẻ ví dụ như 8.5, 11.5 là số ký lẻ là mình bỏ nha. Mình chỉ tính 11 thôi nha các bạn. 8 thì mình chỉ tính 8 thôi nha. Cái nào chẳng về mình thì mình mới tính. Còn mà cái nào mà lẻ lẻ là mình bỏ, mình quy đều hết. Là mình làm tròn hết nha. 8.5, 8.7 đồ là mình tính 8 thôi nha. Khi nào mà chín đồ á thì mình mới tính là chín. Đó, tổng tiền 11 con là 14.450.000. Trong đây có một con nhỏ 7 kg, nó hơi nhỏ thì mình bớt 100. Và còn lại 14.350.000 nha các bạn. Đây là tiền heo nha. Rồi bây giờ là tới phần kết thúc video nè các bạn ơi. 11 con heo và được 14 triệu mấy nha các bạn. Rồi bà chủ đếm tiền nha. Rồi chúc anh Đạt về nuôi bầy heo này bán có giá nha. Đón ngày Tết luôn anh. Bầy trước anh Đạt bán chưa? Chưa. Nay nhiêu rồi? Nay chắc 70 ký à. Anh đi ăn thức ăn hay gì? Thức ăn với cặn á. Rồi bây giờ khách chuẩn bị về nha các bạn. Mình đã buộc xong rồi nha. Rồi.